Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là cuối tuần, chủ nhật nha mọi người. Mình có được miếng ba chỉ như thế này. Mình sẽ làm miếng ba chỉ nướng kiểu Thái. Bây giờ mọi người cùng theo dõi với mình nhé. Rất là đã luôn. Và đây là các nguyên liệu dùng để ướp nướng thưa cả nhà. Có nghệ này, ớt, hành tây, hành hương, tỏi, lá chanh, sả. Bên này có bột, tiêu và một ít thịt băm. Thì cái thịt băm này mình sẽ cho một ít gia vị vào. Rồi mọi người, đậu hành thôi mọi người. Một ít tiêu. Một ít muối. Bột ngọt. Một ít bột nêm. Sau đó sẽ trộn đều cho cái thịt băm này nó ngấm. Và ta ướp cái thịt băm này trong vòng vài phút. Bây giờ mình sẽ cho hành tím vào. Ớt và nghệ cho vào luôn. Sau đó tiến hành đâm cho nghệ và ớt và hành nó dạ nhuyễn ra. Tiếp theo cho sả vào luôn. Cho sả vào tiếp tục dạ nhuyễn. Sau đó cho cái tiêu sò vào mọi người. Cái tiêu này là nguyên luôn. Mình dạ cho nó thơm. Tiếp theo ta cho tỏi vào. Cho hết tỏi vào để đâm cùng với cái hỗn hợp này. Đâm thật nhuyễn thưa cả nhà. Thì là chanh mình sẽ cắt thành những cái sợi nhỏ để bỏ vào củi dạ cho nó nhanh và nó thơm thưa các bạn. Ướp thịt mà có lá chanh thì nó sẽ rất là thơm. Sau khi cắt lá chanh xong thì ta sẽ cho cái lá chanh đó vào và tiến hành dạ tiếp, dạ liên tục. Wow, rất là thơm, mùi lá chanh vào thơm lắm mọi người. Mùi là chanh, mùi sả, nghệ. Bây giờ mình cho cái ớt bột vào luôn. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước mắm, một ít bột ngọt, ít bột nêm và muối. Và cho cái thịt băm vào. Thịt băm mình đã ướp gia vị vào luôn. Sau đó tiến hành dạ nhuyễn cho thịt băm cùng các gia vị nó hòa quyện vào nhau. Thưa các bạn, thì cái món nướng này ngon hay không là nhờ vào cái gia vị mình dã thế này. Do đó mình sẽ tập trung dã thật nhuyễn và thật đều, dã liên tục cho các gia vị hành, tỏi, ớt, nghệ, sả, lá chanh cùng thịt băm nó hòa quyện vào nhau. Để sau đó ta sẽ cuộn vào thịt ba chỉ để mà nước. Và lên video thì tầm mấy phút như thế này, nhưng thực chất mình đã dã gần nửa tiếng đồng hồ thưa cả nhà. Bây giờ mới xong. Mọi người nên dã thật kỹ và cho gia vị nó ngấm đều vào nhau. Bây giờ mình sẽ sắc cái miếng thịt ba chỉ này. Ta khứa một đường ở giữa và hai đường ở hai bên cái miếng thịt, sâu cho vừa đủ để mình nhét cái gia vị vừa đâm vào, cái phần nhân vừa đâm vào để nó thấm vào miếng thịt. Mọi người khi sử dụng miếng ba chỉ như thế này thì nên sử dụng miếng dài trên một găng tay và có biên ngang tầm 10-12 phân. Thì chúng ta để gia vị vào và nó cuộn lại để mình nướng cho dễ dàng. Và đây là miếng thịt mình đã khứa xong. Bây giờ ta
dùng cái chày để bôi cái mà mình đâm lúc nãy ra cho nó sạch cái chày này. Đó, mình bôi cho đều lên là nó sạch, nó vừa sạch cái chày vừa gia vị nó thấm vào. Bây giờ mình múc cái phần nhân mình đã đâm nhuyễn lúc nãy cho vào cái những cái chỗ mình đã khứa, cho vào điều trên miếng thịt ba chỉ. Wow, cái mùi rất là thơm, mùi nghệ, mùi xả cùng với là chanh, rất thơm thưa các bạn. Bây giờ mình đưa lên nữa là quá tuyệt vời luôn. Sau khi cho tất cả vào trong cái miếng thịt ba chỉ thì mình sẽ dùng sợi dây buộc lại, dùng dây lạc hoặc dây chuối tùy theo chúng ta, buộc lại cho cái miếng thịt nó bỏ lại như thế này. Và chúng ta cột càng nhiều càng tốt. Sợi dây sẽ bỏ lại cái miếng thịt ba chỉ cuộn các gia vị lại. Khi mà chúng ta nướng thì gia vị nó không bị rơi ra ngoài và nó thấm hơn vào miếng thịt. Do đó nếu mà có dây thì mọi người cứ cột càng nhiều càng tốt. Đây mọi người xem này, như vậy là mình đã cột xong. Bây giờ tiến hành đi nướng thôi cả nhà ơi. Wow, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho cái vị nước lên trên cái thang mình đã chuẩn bị sẵn. Và ta cho cái miếng thịt ba chỉ lên. Mọi người có thể lọt lại chuối như thế này để cho miếng thịt nó khỏi bị cháy. Thank you.
Wow, cuối cùng đã nướng xong thưa các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra và tiến hành sắc ra để thưởng thức thôi cả nhà ơi. Wow, rất là thơm. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Wow, mọi người thấy miếng thịt này rất là mỏng nước, ngô ngậm gia vị rất là ngon. Cái mùi nghề vậy xả và là chanh rất là thơm. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng lạt mỏng. Wow, rất là hấp dẫn, không khác gì heo quay thưa cả nhà, nhưng nó thơm hơn. Mẹ cái này cắt được vòng tròn rất là đẹp, còn cái mà cái giấy nó bị đứt thì nó không được tròn. Wow, rất là nóng. Đây là món bát ròi nướng theo kiểu Thái thưa quý vị và các bạn. Mọi người thấy video hay và hấp dẫn thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Wow. Quá đã luôn. Cái này mà làm lai rai vài lon bia với bạn bè nữa là ok luôn cả nhà. Và thưa các bạn, như vậy mình đã sắc xong cái khoanh thịt ba chỉ mình đã nướng lên dĩa, rất là hấp dẫn thưa mọi người. Như vậy món thịt ba chỉ nướng kiểu Thái đã xong. Bây giờ mời cả nhà ăn cùng mình nhé. Qua miếng thịt thấm, mỏng nước, không quá dai, gia vị rất là thơm, mùi lá chanh, nghệ, sả hòa quyện vào nhau. Cái phần thịt bấm ở trong ướp nó đậm gia vị, ăn với miếng thịt ba ròi ở ngoài rất là vừa ăn, không cần chấm thêm nữa thưa cả nhà, rất là ngon. Như vậy mình cũng xin tạm ngừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón theo dõi video của mình nhé. Nhớ like và đăng ký kênh NVR Vlog để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ và an nhiên bên gia đình. Bye bye.